Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Game Kiếm Hiệp. Thì hôm nay là trong cái chuỗi video mà mình sẽ hướng dẫn các bạn đi những cái đường của ba phái. Mỗi phái của game Di Sơn, game Dịch Thiên Bài có tổng cộng là 3 phái và mỗi phái có 5 đường. Bữa trước mình đã làm một đường linh khí của Vân Linh Kiếm Tông, là hôm nay mình sẽ làm cái đường Vân Kiếm. Vân Kiếm có cái hiệu ứng liên vân. Đó thì Vân Kiếm có hiệu ứng liên vân là sao? Có nghĩa là khi mà các bạn đánh cái lá này nè, cái lá mà có cái chữ liên vân nè, thì liên vân nó chỉ xảy ra khi và chỉ khi phía trước đó các bạn chơi một cái lá bài có cái tên là Vân Kiếm gì đó. Đó, cho nên là liên vân chỉ xảy ra khi mà các bạn chơi Vân Kiếm liên tục. Đó, thì đó cũng là một cái lợi và một cái khó khăn khi mà phải thủ, trong lúc nào cũng phải có cái lá Vân Kiếm chứ không có được là bỏ qua cái lá Vân Kiếm, bởi vì nó sẽ là nguyên một chuỗi combo luôn. Rồi mình đi theo trình tự dưới lên giống như cái video trước ha. Trước hết mình giới thiệu qua một vài cái lá bài liên quan tới Vân Kiếm. Thì cái đường hóa thần kỳ này, cảnh giới cuối cùng này, nó sẽ có 2 lá liên quan tới tới Vân Kiếm là Vân Kiếm Lăng Ba, Vân Kiếm Du Long. Nhưng mà sẽ có thêm một cái lá nữa là Vạn Pháp Quy Linh Kiếm, cũng có thể cho các bạn thêm một cái lựa chọn để bạn chọn khi mà tới hóa thần kỳ. Đó, đi đường linh khí. Còn Vân Kiếm Lăng Ba đi theo đường phòng, đó, đường trận pháp công thủ. Còn Vân Kiếm Du Long thì đơn giản nó chỉ là cộng thêm cái lần nữa hành động thôi. Đó, rồi tới cái Nguyên Anh Kỳ. Khi bạn tới Nguyên Anh Kỳ á, bạn nhớ là đi từ dưới lên, mà bình thường các bạn sẽ đi, các bạn đi từ trên xuống nha. Các bạn vào trận đấu bạn sẽ từ trên xuống. Rồi Nguyên Anh Kỳ thì sẽ có lá Vân Kiếm Thiểm Phong này, một lá rất là quan trọng. Rồi Vân Kiếm Nguyên Ảnh cũng quan trọng không kém. Thì 2 lá này ở cái Nguyên Anh Kỳ này là 2 cái lá mà gần như là Vân Kiếm sẽ không có lá nào mà liên quan tới tấn công quá nhiều, mà nó sẽ cho mình một cái lợi thế. Khi bạn chơi Vân Kiếm á, bạn sẽ tận dụng được 3 cái lợi thế. Một á, là bạn sẽ tận dụng được cái lần nữa hành động, có nghĩa là các bạn chơi cái lá Vân Kiếm Thiểm Phong này xong đó, thì các bạn sẽ không cần đợi tới lượt đối thủ mà các bạn sẽ chơi cái lá tiếp theo nữa. Đó thì suy ra nếu mà đối phương phải mất 2 lượt để chơi 2 lá bài thì bạn chỉ cần mất 1 lượt để chơi 2 lá bài thôi. Đó, rất là lợi khi mà có cái lần nữa hành động khi chơi Vân Kiếm có hiệu ứng liên vân nha. Cái thứ hai là bạn sẽ tận dụng cái điểm linh khí để chơi Vạn Pháp Quy Linh Kiếm ở cái hóa thần cuối cùng. Cái thứ ba là tận dụng cái điểm phòng là cái Vân Kiếm Lăng Ba này, khi dùng qua mỗi lần Vân Kiếm thêm 3 điểm phòng này, thì bạn sẽ kết hợp với cái lá này Kính Hoa Kim Trận để bạn chơi phòng. Đó thì chơi tới Nguyên Anh và Hóa Thần thì bạn sẽ có 3 đường đi như vậy. Các bạn chọn đường nào cũng được, hoặc là kết hợp luôn có lần nữa hành động và có luôn cái linh khí hoặc là phòng cũng được. Đó, phòng ngự á. Rồi tới Kim Đan Kỳ. Kim Đan Kỳ thì lúc này Vân Kiếm thường á các bạn, tại vì Vân Kiếm sẽ là cái đường cơ bản mà dù cho các bạn đi đường nào của bên Vân Linh Kiếm Tông các bạn vẫn phải đi Vân Kiếm chắc chắn luôn. Vân Kiếm là một đường cơ bản, lát nữa phía sau mình sẽ nói lý do tại sao mà các bạn đi đường nào các bạn vẫn phải đi Vân Kiếm. Đó thì tới cái phần mà chọn nhân vật á mình sẽ nói thêm. Rồi Kim Đan Kỳ thì đó là Vân Kiếm Du Tâm này, nó sẽ hồi sinh mệnh. Mỗi lần sử dụng Vân Kiếm hồi sinh mệnh hai lần sinh mệnh như vậy thì nó cũng nhiều đấy chứ. Đó, và nếu bạn không nâng cấp cái lá này lên không thì bạn mỗi lần như vậy thì 8 lần ra hết 8 lượt bài là bạn có 16 sinh mệnh, cũng khá, cũng không nhiều nhưng mà cũng được, đủ để mình sống sót. Hôm qua một đòn đánh đúng không? Đủ mình sống sót thêm một lần đánh nữa, 1-2 lần vậy đó. Rồi, Vân Kiếm Vô Vọng là 4 x 28, liên vân là bỏ phòng ngự thì lá này đối với mình nó cũng không mạnh lắm, hơi phế. Rồi, ở cái chút cơ kỳ này thì Vân Kiếm điểm tin này nữa quên. Còn cái Vân Kiếm Điểm Tin thì chơi tới đây là các bạn có thể nhờ thằng này, nhờ linh khí để đánh đam được rồi, nhưng mà cũng không nhiều lắm. Đối với mình nếu mà chơi tới Kim Đan Kỳ mình sẽ để, nếu bạn muốn đi đường linh khí thì bạn sẽ để dành cái Vân Kiếm Hối Linh này, cũng là cái lá Vân Kiếm này đó, Vân Kiếm Hối Linh này. Còn nếu mà bạn đi theo đường phòng ở cái hai cái cảnh giới cuối cùng á, thì bạn để dành cái Kính Hoa Kiếm Trận này, đó 1 trong 2 đây. Đó, 1 trong 2. Còn các bạn đi theo đường liên tục lần nữa hành động á, thì bạn đi chừa cái Vân Kiếm Thiểm Phong lại. Rồi tới cái chút cơ kỳ Vân Kiếm Hồi Thủ thì cũng là cộng sinh mệnh. Đi theo Vân Kiếm thì lợi cái là các bạn sẽ được hồi máu, còn đi theo mấy đường khác thì gần như là không có. Đi Vân Linh Kiếm Tông này ít được hồi máu lắm đó, chỉ có đi theo Vân Kiếm mới được hồi máu, mà hồi cũng không nhiều bằng mấy phái khác nữa. Thì bạn chơi dần các bạn sẽ biết hồi máu trong cái game này là một cái gì đó rất là quan trọng đó, rất là quan trọng luôn. Nhiều khi đam mình hơn nhưng mà hồi máu mình không bằng, mình cũng thua nữa. Rồi Vân Kiếm Cực Ý là cộng kiếm ý, Vân Kiếm Vô Phong đơn giản đó, chỉ là phải có liên vân mới có chiến công. Lá này cũng hơi phế à, không, nếu mà nâng lên cao á mới mạnh. Chiến công ở cái giai đoạn trước cực kỳ cũng nhiều rồi, ok cũng được, không nên nói phế. Rồi hết Vân Kiếm rồi. Rồi cái luyện khí kỳ đầu tiên thì có 3 cái lá Vân Kiếm rồi Tham Vân đó. Thì nhiều bạn sẽ nói là ủa phải có lá Vân Kiếm trước đó thì mình mới có hiệu ứng liên vân, thì giờ không có lá Vân Kiếm trước đó thì sao có hiệu ứng liên vân? Thì đây, cái lá Vân Kiếm Tham Vân này là phải là để đầu tiên, tại vì nó không có hiệu ứng Vân Kiếm nhưng mà nó có chữ không có hiệu ứng liên vân nhưng mà nó có chữ Vân Kiếm, nên là để cái này đầu tiên. Thì chơi cho tới hết cái lượt trúc cơ kỳ tới cảnh giới kim đan kỳ thì mới có cái lá Vân Kiếm Nhu Tâm, thì lúc này mới để lá này đầu tiên. Còn hai lượt đầu mà đi theo Vân Kiếm bắt buộc phải để Vân Kiếm Tham Vân đầu tiên. Rồi Vân Kiếm Phi Thứ là thêm 3 công thì cũng tổng cũng được 8 công được, cũng luyện khí kỳ 8 công cũng nhiều. Rồi Vân Kiếm Hậu Thổ là cộng phòng đó, đơn giản vậy thôi. Thì rồi tới cái một cái tiếp là phối hợp như thế nào khi mà đi từ luyện khí kỳ. Thì như cái video mấy video trước mình cũng nói thì cái phần mà đây đó bạn sẽ thấy là trong một lượng vậy không phải lúc nào cũng được 8 lá như thế này đâu. Lúc luyện khí kỳ trúc cơ kỳ các bạn chỉ được có 3 lá bài, 4 lá bài, lần dần lên 5, 6, 7, 8 lá, lên tới cuối cùng mới được tăng cái số lượng lá bài lên. Cho nên là các bạn bắt buộc phải đi từ luyện khí kỳ đó. Thì bạn đi liên vân thì có thể chọn Vân Kiếm đầu tiên luôn đó. Đi Vân Kiếm thì khá là tiện, cái là ngay từ đầu mình tích được Vân Kiếm luôn, khỏi cần phải chuyển qua cái hướng khác. Thì giống như là ở 4 đường còn lại đó thì Vân Kiếm Tham Vân đó, có thể tích Vân Kiếm để chơi luôn, đổi bài sau ra Vân Kiếm thôi. Còn không á, để mà gọn nhất là chơi cái Cự Hổ Linh Kiếm này, nó gọn nhất nhưng mà phải có linh khí đó, nên là để gọn nhất là chơi Cự Hổ Linh Kiếm, đam cao cũng 10 thôi. Còn không thì đây Chứng Lôi Kiếm này cũng được, rồi gì nữa đó, hai lá đó đam nhiều đó, kết hợp với Vân Kiếm, hợp với phòng nữa. Thì luyện khí kỳ các bạn chỉ có nhiêu đó thôi đó. Thì trước khi vào chơi một ván đấu thì các bạn phải vô cái thẻ bài đầu giám này, các bạn coi mình đi hướng nào và mình sẽ phải sở hữu những lá bài nào đó, theo những cái đường mà mình hướng dẫn cho như vậy đó. Thì các bạn sẽ biết được, chứ đừng có vô xong rồi cứ mò lật lá là đại nha. Tại vì các bạn sẽ gặp một cái vấn đề là khi bạn vào á, các bạn thấy cái thẻ ở bên phần góc phải nè đó, bạn sẽ thấy số 7/25 đúng không? Các bạn cứ đổi bài để nó ra cái lá bạn mong muốn, nhưng mà các bạn không, trước đó bạn không coi thì các bạn sẽ không biết được là ở cái giai đoạn luyện khí kỳ này các bạn chỉ được phép có cho mình 12 lá bài trong này thôi. Các bạn đổi cỡ nào nó cũng không xuống được cái phần trúc cơ kỳ này, nên là bạn phải gần như bạn phải nhớ là tới giai đoạn nào bạn cần cái lá nào. Còn nếu mà nhắm giai đoạn đó không có cái lá bạn cần đó, thì bạn để dành cái lượt lại, chứ để mình chơi hết 7 lần này rồi tới cái giai đoạn kế tiếp mình không có được cái lượt để mình đổi đó. Rồi giai đoạn trúc cơ kỳ vẫn chơi liên vân vẫn được. Đặc biệt là giai đoạn trúc cơ kỳ này lấy lá Vân Kiếm Hồi Thủ của mình để hồi sinh mệnh, hồi 7 sinh mệnh cũng nhiều chứ đó, lấy để hồi sinh mệnh. Và đặc biệt là nếu để cho gọn thì Cự Kinh Linh Kiếm là một sự lựa chọn khôn ngoan, ghép lên càng tốt, 24 công hơi nhiều ấy đó. Đi theo Vân Kiếm vừa hồi máu vừa công. Ở hai giai đoạn này các bạn có thể lựa chọn đi theo kiếm ý nha, tại vì Vân Kiếm hiện tại liên vân ở cái giai đoạn đầu á thì vẫn có 2 lần công, thì chơi kiếm ý vẫn được, vẫn tận dụng được kiếm ý.